kênh thể thao TV như diễn biến từ giải quần vợt F9 Men Future Bình Dương. Đây là trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay trên sân đấu chính. Trong ngày hôm nay, các trận tứ kết ở nội dung đơn nam bắt đầu diễn ra. Và trong một ngày mà thời tiết không thật sự ổn định, trời nhiều mây và nhiều mây đen, rất có thể sẽ có những cơn mưa xuống sân đấu chính để trận đấu góp mặt tay vợt Chen Ti của Đài Loan Trung Quốc, người đã đứng cặp với Lý Hoàng Nam ở nội dung đôi tại giải F9 lần này. Đây là hạt giống số 7 Hung Ju Chen, 26 tuổi, đang giữ vị trí thứ 774 trên bảng xếp hạng. Anh đã từng vô địch các giải Men Future năm 2015 tại Ấn Độ và giành ngôi Á quân ở Hồng Kông tại giải F3. Đây là con đường đến với trận tứ kết của Hung Ju Chen. Anh vừa qua Nguyễn Văn Phương ở vòng 1, đánh bại Kenshin Stevenson ở vòng 2. Và lần này đối đầu với Chen Ti, hạt giống số 1 ở tứ kết. Hung Ju Chen vẫn chưa để thua một set đấu nào tính đến thời điểm này. Chen Ti lần thứ 2 đến Việt Nam với tư cách là hạt giống số 1. Tay vợt đã 33 tuổi và đang có vị trí 258, một vị trí rất cao. Năm nay anh đã có 2 danh hiệu vô địch giải F6. Chiếc vô địch đầu tiên và trước đó là một danh hiệu nữa tại giải Man Future trong năm nay. Vòng 1 anh vượt qua Karol Jawicki và sau đó vượt qua No Sangu, cũng giống như Hung Ju Chen. Chen Ti vẫn chưa để thua một set đấu nào cho đến thời điểm này. Cặp đấu của hai tay vợt người Đài Loan Trung Quốc cũng là một trong những hạt giống hàng đầu. Sau trận đấu này, David Agung Suzanto sẽ gặp Ankatara. Và trên sân đấu chính ở trận đấu thứ 3 là trận đấu giữa Lý Hoàng Nam, hạt giống số 4, và Enzo Kukot. Sẽ là một trận đấu gây khó khăn với Lý Hoàng Nam khi Kukot là người đã vô địch giải đấu vừa qua tại Bình Dương. Trận tứ kết thứ 4 diễn ra trên sân đấu số 5, Evan Song đối đầu với Sasikumar Mukund của Ấn Độ. Trọng tài người Trung Quốc ông Wu Guogui sẽ là người điều khiển trận đấu này. Trong ngày hôm qua thì giải Man Future tại Bình Dương diễn ra các trận đấu ở nội dung đôi. Và ngày hôm nay là 4 trận đấu còn lại nội dung đơn nam. Ngày hôm qua thì Chen Ti cùng với Lý Hoàng Nam cũng đã giành chiến thắng để giành quyền vào chơi bán kết ở vòng tứ kết đôi.
Ngoài việc là hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam, ở nội dung đôi khi đứng cặp với Hoàng Nam thì Chen Ti và Hoàng Nam cũng là đôi vợt hạt giống hàng đầu. Nhiệt độ vào khoảng 24 đến 31 độ C. Trời nhiều mây và rất có thể sẽ có mưa trong ngày hôm nay tại Bình Dương. Tham dự giải F6, Chen Ti cũng đã có dịp thi đấu với những tay vợt mạnh khác, nhưng lối chơi gây xuất sắc của Chen Ti đã giúp anh đi thẳng đến trận chung kết và giành ngôi vô địch. Những trận đấu trước đó khi thi đấu ở Việt Nam của Chen Ti, anh đã thể hiện một lối chơi rất hiện đại, không kém phần mạnh mẽ với những pha tấn công, cũng là một lối chơi phòng ngự khi cần thiết. Sau giải F6, Hung Ju Chen cũng tham dự ở Việt Nam thì anh đã trở về Đài Loan để thi đấu 3 giải Future F1, F2 và F3 diễn ra tại thành phố Cao Hùng. Ở nội dung đôi thì rõ ràng là Hung Ju Chen cũng đã thi đấu tốt và vào đến chung kết. Tại giải F3 thì anh còn có một chức vô địch. Lý Hoàng Nam đang ngồi trên sân quan sát trận đấu này, một trận đấu mà Hoàng Nam có thể sẽ học hỏi được nhiều thứ với Chen Ti, không chỉ bởi anh là người đánh cặp cùng với Hoàng Nam ở nội dung đôi. Hoàng Nam sẽ là người thứ 3 bước vào trận đánh đơn của mình trong ngày hôm nay trên sân chính. First set, to serve. Trận đấu bắt đầu với game cầm dập bóng của Hung Ju Chen. Bóng trong sân, vẻ mặt khá bất ngờ của Hung Ju Chen, nhưng điểm số dành cho Chen Ti. Pha bắt bóng sống của tay vợt hạt giống số 1. Trong tình huống này dường như bóng đã ra ngoài rồi. Điểm số dành cho Chen Ti.
15 đều. Bóng đi hơi dài một chút trong cú đánh của Chente. Bốn mươi 15 cho Hung Ju Chen. Lỗi kép của Hung Ju Chen. Pha xử lý không tốt của hạt giống số 7. Loạt bóng bền giằng co, mọi người ổn định hơn, lại là Chente. 40 đều. Bóng đã xuống rất thấp, không kịp để thực hiện một cú top spin cho Hung Ju Chen. Và ngay trong game đấu đầu tiên, Chente đã có cơ hội giành break. Rất bền bóng và ổn định, đều là những pha bóng nặng dồn về cuối sân của Chente. Lại là đều. Cú dọc bóng tốt của Hung Ju Chen. Lần này thì bóng ra ngoài khá rõ ràng. Một cú cắt dọc dày, bóng siết nhưng thiếu đi độ chuẩn xác trong cú đánh của Hung Ju Chen. Cơ hội thứ hai để giành break cho Chente.
skills. Lần thứ hai, Hung Ju Chen lại cứu được game đấu của mình. Hai trận đấu trước đó của Chen Ti và Hung Ju Chen ở set đấu đầu tiên đều là những set đấu giằng co và kéo dài. Những pha tấn công vẫn rất chủ động của Chen Ti hơn đối thủ từ gần 500 bậc trên bảng xếp hạng. Nhưng Chen Ti vẫn chơi tập trung và quyết đoán trong từng đường bóng chứ không hề có ý định chủ quan. Một sự thay đổi trong cú cắt bóng của Hung Ju Chen và ngay sau đó thì Chen Ti đã không giữ được nhịp độ tấn công của mình. Những tình huống đưa bóng liên tiếp với hai góc sân đều lần thứ tư trong game đấu này. Vẫn là những pha bóng rất bền từ cả hai tay vợt, lại là đều. Những điểm rơi khó của Hung Ju Chen. Như vậy dường như bóng đã ra ngoài một chút với pha tấn công đưa bóng ra dây vừa rồi. Pha đè bóng nhưng điểm rơi ngay trong ô giao bóng vừa đủ để qua lưới. Hung Ju Chen đã gần như bị hẫng trong tình huống này, không kịp di chuyển khi bóng đã xuống quá thấp rồi. Và lại là cơ hội giành break lần thứ 3 cho Chen Ti.
trận. First game. Game đấu đầu tiên đã thuộc về Chen Ti. Và đó là Breakpoint, một game đấu kéo dài tới gần 10 phút. Những loạt bóng bền và giằng co, trong khi có một số tình huống mà dường như Hung Ju Chen đã hơi bị oan. Thì có vẻ như những cú tấn công của Chen Ti đã đưa bóng ra ngoài. Pha di chuyển tốt, rất nhanh nhẹn của Hung Ju Chen. 0-30. Pha bỏ nhỏ chưa thật sự khó của Chen Ti. Dù vậy thì phải kể đến pha di chuyển rất tốt của tay vợt hạt giống số 7. Cú smart mất bóng của Chen Ti, 15-30. Và ghi điểm winner lấy lại sự tự tin cho hạt giống số 1 trong game đấu này sau khi đã sớm để mất 2 điểm liên tiếp. Bóng ra ngoài rất tiếc cho Hung Ju Chen. Một đường bóng mà Hung Ju Chen đã phòng thủ tốt. Từ những cú cắt trái, bóng siết và đẩy sâu về cuối sân, kéo được đối thủ lên lưới nhưng không thể lốp bóng thành công. Giao bóng tốt vào góc chữ T. 40-30 cho Chen Ti. Oh.
Pha cài bóng rất khôn ngoan của một tay vợt giàu kinh nghiệm như Chen Tây. Đúng vào chỗ mà đối phương vừa mới di chuyển. Và rồi cơ hội tiếp theo để dứt điểm là rất dễ dàng khi bóng lên cao cho cú smart. Hai không sau break point từ rất sớm. Game đấu tiếp theo cũng không hề dễ dàng với Chen Tây. Dù vậy thì giống số 1 vẫn vượt lên và dẫn trước 2-0. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bóng vượt qua tầm với của Hung Jui Chen, nhưng anh vẫn có một pha xử lý khá ngẫu hứng. Dù vậy, từ trên lưới, Chen thì vẫn rất cảnh giác. Những pha điều bóng tốt và sau hai game đấu, mọi thứ đang diễn ra khác hẳn cho Chen Tây với Hung Jui Chen. Những pha điều bóng khắp mặt sân của Chen Tây đang gây ra vô vàn khó khăn cho đối thủ. Điểm số đầu tiên trong game đấu này cho hạt giống số 7, Hung Jui Chen. Những giải đấu vừa qua, cả hai tay vợt này đều trở về Đài Loan để tham dự các giải Men Future. Đài Loan cũng là địa điểm có rất nhiều những học viện quần vợt và có một số học viện mà các tay vợt của Việt Nam đã rất quen thuộc, cũng khá thường xuyên họ đến đây tập luyện và có một quãng thời gian khá dài ở những học viện này. Và xử lý quá tốt của Chen Tây. Bóng dọc dày ngoài tầm với của Hung Jui Chen. Hai break point liên tiếp dành cho Chen Tây và giống số 1 lại có cơ hội để một lần nữa vượt lên trong set đấu này. Thank you.
cú passing vẫn còn cơ hội để cứu thua cho Hung Jui-chen. Hung Jui-chen đang gặp rất nhiều khó khăn khi bước vào trận đấu này, sớm mất game và những pha điều bóng bền, nặng và sâu của Chen Ti đang gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Hay cả sự phán đoán những đường bóng, Chen Ti cũng đang thể hiện được sự vượt trội. Rất bình tĩnh để có pha trả bóng đổi hướng. Một cú trái dọc dây chính xác của Chen Ti vẫn tiếp tục áp đảo đối phương. Giao bóng ép trái đẩy đối thủ ra xa khỏi sân đấu. Lần này thì bóng hơi dài. Okay, Henley, four game club, four side.
Lại là một tình huống xử lý rất kỹ thuật của Chanty. 4-0. Vẫn chưa có được một game thắng nào cho Hung Ju Chen. Chanty tỏ ra quá mạnh trong những game vừa qua. Bóng ngoài. Thua 4 game liên tiếp. Có vẻ như Hung Ju Chen đã tỏ ra hơi nản trong set đấu này. 0-15. Mười lăm ba mươi điểm cho Hung Ju Chen. Hai giải đấu vừa qua tại Đài Loan thì Hung Ju Chen thì nó không tốt nội dung đơn, nhưng đã có được một chiếc vô địch ở nội dung đôi. Giao bóng tốt, 30 đều. Chúng ta cũng xem lại tình huống này. Góc đánh rộng dành cho Hung Ju Chen. Cơ hội để có game thắng đầu tiên. Vẫn chưa thể có được game thắng dành cho Hung Ju Chen. Lại là đều. Không được, bóng bật lưới và đi chậm lại. Nhưng Chanty đã không tận dụng được cơ hội đó để thực hiện một pha tấn công trái tay. Game cho Hung Ju Chen, 1-4. Game thắng đầu tiên trong trận đấu này cho hạt giống số 7.
Những game đấu quyết định cho Chanty vẫn còn ở phía trước cho những game cầm giao bóng của hạt giống số 1. Điểm winner, tình huống tiến vào trong sân và dứt điểm từ cú trái tay cho Hung Ju Chen. 0-15. Hơi tiếc cho Hung Ju Chen, một tình huống mà anh có thể có cơ hội để điều bóng. Những cú đánh làm bước đà cho pha xử lý thuận tay của Ju Chen là khá tốt. Không được. Trong tầm với của Hung Ju Chen, nhưng một tình huống mà tay vợt này đã phải di chuyển với tốc độ nhanh và tiếp bóng ở trên không. Hung Ju Chen không có được điểm rơi tốt nhất. 5-1. Rất dễ dàng cho Chanty trong set đấu đầu tiên này, khác hẳn với những trận đấu trước. Dù đây là thời điểm mà anh phải đối đầu với hạt giống số 7, nhưng rõ ràng là tay vợt số 1 rất hiểu đối phương. Không có một cơ hội nào dành cho Ju Chen trong pha dứt điểm vừa rồi, điểm winner từ cú thuận tay. Cú top spin. Bóng ra dày. Out.
Now 30. Không 4-10 và giờ Hung Ju Chen phải đối mặt với 3 set point. Một thế trận rất dễ dàng dành cho Chen Ti. Không qua lưới rồi, vẫn là những pha điều bóng khắp mặt sân, những đường bóng rất sâu của Chen Ti, và anh đã kết thúc set đấu đầu tiên với tỷ số 6-1, chỉ cho đối thủ có một game thắng duy nhất mà thôi.
xét đấu thứ hai sắp tới, Hung Ju Chen sẽ phải đối mặt với những khó khăn nhiều hơn nữa. Chen Ti đang chơi vào tay những loạt bóng bền từ cuối sân. Hạt giống số 7 hầu như không có nhiều cơ hội trước những pha bóng nặng và rất sâu của Chen Ti. Tiếp tục là điểm số dành cho Chen Ti. Game đấu tiên trong set đấu thứ hai. Chen Ti cũng là người cầm dao bóng trước. Rất bình tĩnh, game cho Chen Ti 1-0 với những điểm số liên tiếp. Một loạt điểm trong những game đấu vừa qua đều dành cho Chen Ti. Chen Ti đang thể hiện sự ổn định rất cao trong những loạt đôi công của mình. Cú running forehand tốt của Hung Ju Chen. Rất cần những pha xử lý tương tự như vừa rồi từ Hung Ju Chen. Đánh mạo hiểm hơn và tấn công vào những góc khó. Không dễ một chút nào khi luôn bị đẩy ra xa khỏi sân đấu. 15 đều. Thank you.
Bóng ngoài tiếp tục bị ép sâu, không kịp mở vợt. 30 đều. Điểm winner rất đẹp mắt dành cho Hung Jui Chen. Bóng tốt, điểm winner dành cho Hung Jui Chen. Lần này thì anh đã có một góc độ tốt hơn cho cú smart của mình. Game, một đều. Dồn ép đối thủ với những đường bóng sâu. Vậy là những chiến thuật tốt của Chen Ti để thực hiện được những pha bóng dồn ép đối phương như thế này. Chen Ti đã rất đều đặn dồn bóng về hai góc sân. Bỏ nhỏ không thành công, nhưng đó là những pha bóng mạo hiểm cần sự quyết đoán của Hung Jui Chen. Cú trái tay không tốt. 40-15. Một tình thế hết sức bất lợi cho Hung Jui Chen. Bóng ngoài,
hơi chệch dây một chút. Game cho Chanty. Không có vị trí tốt cho cú smart của Chanty, một trong những cú smart lỗi hiếm hoi của Chanty trong trận đấu này. Một cú top spin tốt của Hung Ju Chen, đó là cú passing. Set đấu thứ hai đang diễn ra cân bằng hơn, vì Hung Ju Chen cũng đã có được những điểm winner để mang đến sự tự tin. Sự ghép từ pha lên lưới của Chanty. Hạt giống số 7
đã không thể có được một đường dọc dây tốt. Hai đều. Nhưng cuối cùng thì Hung Jui Chen cũng đã kết thúc được game cầm giò bóng của mình. Phá bóng rất may mắn dành cho Hung Jui Chen, bóng bật lưới. Một pha bóng mà Chen thì không có một cơ hội nào. Vẫn là những bước chân di chuyển rất linh hoạt của Chen Ti. Cậu ta vừa rồi đã 33 tuổi nhưng vẫn đang thi đấu ổn định. Bóng hơi dài, cần phải hạn chế tối đa những lỗi đánh hỏng như vừa rồi. Two,
Tỷ số tiếp tục được tăng lên cho hạt giống số 1 trong trận tứ kết này. 3-2. Mà không dễ cho Hùng Du Chèn trên game cầm rào bóng của đối thủ. Không thể thực hiện một pha trả bóng tốt và tiếp bóng hơi muộn của Hùng Duy Trần. Tổng điểm của Trang Tây lúc này đang hơn hẳn so với hạt giống số 7. Cuộc đấu của hai tay vợt Đài Loan Trung Quốc vẫn đang diễn ra với thế trận thuận lợi cho tay vợt số 1 của giải đấu. Cú đè trái rất tốt, nặng và điểm winner. Không 4-10, Hu Jiuquan để mất 3 điểm liên tiếp trong game cầm sa bóng của mình. Và anh lại phải đối mặt với những break point khó khăn. Cứu được điểm break đầu tiên. Cứu thêm một break point nữa. Được pha bỏ nhỏ tốt của Hùng Duy Trần. Đều Hùng Duy Chen cứu được cả 3 break point, rất cố gắng. Những pha ghi điểm vừa rồi của Hùng Duy Chen là những pha bóng bền
và anh có thể chơi ngang ngửa với Chen Tỷ. Lùi quá sâu rồi. Lợi điểm cho Chen Tỷ và đây là break point thứ tư cho dùng số 1 trong game đấu này. Pha né trái đánh phải và dồn ra dây. Trọng tài cho rằng bóng đã ra ngoài. Lại một lần nữa cứu thua từ Hung Ju-chen. Chỉ có thể trả bóng bằng những cú cắt. Rõ ràng là sự chủ động của Hung Ju-chen đã giảm sút đáng kể khi luôn bị đẩy lùi sâu. Dù anh là người cầm dao bóng nhưng Chen Tỷ là người đang có hiệu suất thành công cao ở những cú return. Không kịp cho Chen Tỷ. Lại là đều. Lấy điểm cho Hung Ju-chen. Cơ hội để cân bằng tỷ số. Lại là đều. Một game đấu rằng co nữa cũng kéo dài tới gần 10 phút. Giống như trong game đầu tiên của trận đấu này. Trọng tài sẽ định bóng ra ngoài và rõ ràng là Hung Ju-chen không hài lòng một chút nào với quyết định vừa rồi.
Hùng Dù Chèn đã mất bình tĩnh. Bóng ngoài và cuối cùng thì Chanty cũng đã giành được phần thắng trong game đấu này, không hề dễ dàng một chút nào. Dù Chanty là người đã sớm có 3 break point, càng mất bình tĩnh thì thế trận sẽ càng bất lợi cho dấu số 7 Hùng Duy Chèn. Lần này thì không có gì phải thắc mắc. Bóng ra ngoài rõ ràng. Thêm một điểm nữa dành cho Chanty. Bóng ngoài nhưng pha đổi hướng liên tiếp với hai góc sân, nhưng kết thúc bằng một cú trái dọc dây không tốt của Chanty.
Điểm số quan trọng và Chanty vẫn là người vượt lên. Cơ hội để gia tăng khoảng cách. Và với những game đấu còn lại thì cơ hội vẫn đang dành cho hạt giống số 1. Bốn mươi đều vẫn chưa thể kết thúc được game đấu này. Cú đánh quá gắt, quá ham đánh khó và bóng ăn vào cạnh vợt. Quá tốt, lần này là cú bỏ nhỏ cực kỳ chính xác của Hung Ju Chen. Anh đã bình tĩnh hơn so với những game đấu vừa qua. Chúng ta cùng xem lại pha ngoái vợt với cảm giác bóng tốt của giống số 7. Cơ hội để Hung Ju Chen đòi lại game break point. Cái pha ăn miếng trả miếng của Hung Ju Chen với Chanty. Tiến vào trong sân nhưng cú thuận tay không tốt của Chanty đã giúp cho đối thủ rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Hung Ju Chen đòi lại game và đưa thế trận của set đấu thứ hai trở về cân bằng.
Đây sẽ là thời điểm mà Hùng Duy Chen cần phải hết sức cố gắng. Vẫn là những game đấu bản lề. Để cho Chen Ti tiến vào trong sân, Hùng Duy Chen sẽ gặp rất nhiều bất lợi. 15 đều. Thank you. Cảm ơn. 30-15 cho Hùng Duy Chen. Chúng ta cũng sẽ lại tình huống này. Pha bóng dọc dây quyết đoán của Hùng Duy Chen. Đã có những tình huống chủ động hơn dành cho hạt giống số 7. Bốn đều trong set đấu thứ hai.
Và phía trước vẫn là những game đấu quyết định. Mười lăm không, những pha trả bóng sát sạt lưới của Chen Ti. Trọng tài xác định đó là cú ace dành cho Chen Ti. Rất khôn ngoan, pha xử lý đầy kinh nghiệm của Chen Ti. Vẫn có thể với được bóng nhưng không thể dứt điểm. Bóng ra ngoài, một game trắng cho Chen Ti, 5-4. Tiếp tục là những sức ép rất lớn lên game cầm giao bóng của Hung Ju Chen. Rất quyết tâm trong game đấu này. Những đường bóng rất nặng của Chen Ti. Bóng ra ngoài, Hung Ju Chen vẫn phải thường xuyên thực hiện những cú cắt trái. Anh vẫn không thực sự tự tin với những cú trái tay của mình.
Điểm cho Hung Joo Chen, cơ hội để cân bằng tỷ số. Lần này thì với hai tay vợt, set đấu đầu tiên không phải là một set đấu giằng co giữa họ, mà đó là set đấu thứ hai. Năm đều. Thế trận đã cân bằng hơn rất nhiều. Set đấu thứ hai là thời điểm mà cả hai tay vợt mỗi người đều đã có một break point. Lối giao bóng kép của Chen Ti. Không kịp cho Hung Joo Chen dồn sâu và lên lưới để vô lề. Chiến thuật thay đổi đa dạng trong lối chơi của hạt giống số 1 Chen Ti. Bóng ngoài. Rất đáng tiếc cho Chen Ti. Thời điểm mà Chen Ti đang có dấu hiệu bắt đầu xuống sức. Và khi những tình huống giao bóng một đã có dấu hiệu suy giảm. Điểm winner dành cho Hung Joo Chen 15-40, hai break point đã thuộc về Joo Chen. Chúng ta cùng xem lại cú dọc dây rất chính xác.
quá dài. 34-10 cứu được break point đầu tiên. Không có một sai sót nào. 4-10 đều. Chanty đã rất tập trung trong hai đường giao bóng vừa rồi. Và đó những cú giao bóng một tốt mang lại ưu thế cho hạt giống số 1 của Đài Loan. Bóng rất nặng khi mà Hùng Duy Trèn là người đã phòng thủ tuyệt vời trong tình huống vừa rồi. Điểm winner, break point cho Hùng Duy Chen. Một pha ra vợt quyết đoán qua giống số 7. Và anh đã vươn lên trong set đấu thứ hai này ở game đấu rất quan trọng. 6-5. Cơ hội giành break đã được tận dụng. Và giờ là game cầm ra bóng để kết thúc set đấu thứ hai cho Hùng Duy Chen. Game đấu quyết định khi hạt giống số 7 Hùng Duy Chen cầm giao bóng để cân bằng tỷ số. Không 15. Hùng Duy Chen cần phải giao bóng một thật sự tốt. Lại là một tình huống mà Hùng Duy Chen không hài lòng với những quyết định của trọng tài.
Một tình huống ra tay hết cỡ của Hung Ju Chen. Có vẻ như bóng vẫn dính vạch với một phần nhỏ. Một cú thuận tay rất nặng của Hung Ju Chen, bóng găm thẳng vào cuối sân. Một pha giả vợt đạt được tốc độ rất tốt. Liên tục những pha tấn công của Hung Ju Chen, 30 đều. Giao bóng một tốt, Hung Ju Chen tấn công. Bóng ngoài rồi, 40-30 và đây là cơ hội để kết thúc set đấu thứ hai cho hạt giống số 7. Điểm winner và 7 năm là tỷ số của set đấu thứ hai. Một cuộc đấu giữa hai tay vợt của Đài Loan Trung Quốc và họ sẽ phải bước vào set thứ 3 để phân định thắng thua.
set, 22rd. Yo. Sự ổn định với cả Chanty và Hung Ju Chen trong set đấu thứ ba này sẽ là điều quyết định những loạt bóng bền hay những pha tấn công đòi hỏi độ chính xác cao từ hạt giống số 1. Bốn mười mười lăm cho Chanty. Bóng cận chân, một đường bóng sâu, trả giao bóng tốt từ Hung Ju Chen. 40-30. Game cho Chanty với một pha lên lưới tốt. Những pha bóng nặng, sâu luôn mang đến những cơ hội để chan lưới cho Chanty. Vừa rồi là pha bỏ nhỏ không tốt của Hung Ju Chen, bóng vẫn nảy ra quá xa. Một tình huống mà Chanty có rất nhiều thời gian để nắn chỉnh cho cú đánh của mình.
Hung Ju Chen cũng không chịu thua kém đối thủ với những pha dồn bóng sâu. Một lối chơi tương đồng giữa hai tay vợt. Những phản xạ tuyệt vời trên lưới của Chen Tê. Hung Ju Chen đánh bóng rất nặng khi đứng với khoảng cách gần so với Chen Tê trên lưới. Nhưng Chen Tê cũng là một tay vợt chơi lưới tốt với những cú vô lề. Và chính vì vậy phản xạ nhanh nhẹn vừa rồi đã giúp cho Chen Tê ghi điểm. Ba mươi đều cho Hung Ju Chen. Một pha rào bóng khó của Hung Ju Chen nhưng Chen Tê đã trả bóng quá tốt. Cơ hội giành break cho Chen Tê. Bóng ngoài, game, break point thành công cho hạt giống số 1. Cũng là một ưu thế từ rất sớm cho Chen Tê. Cả 3 set đấu trong trận đấu này thì Chen Tê đều là người giành break trước. Mười lăm không. Breakpoint từ sớm mang đến sự tự tin cần thiết. Vẫn là những đường bóng với một thế trận ổn định hơn cho Chen Tê. Đổi hướng chính xác để đối phương ra xa khỏi sân đấu và khai thác khoảng trống còn lại. Đánh tấn công đẹp mắt. Một lối chơi đã giúp
Chanty lên ngôi vô địch tại giải F6 ở Việt Nam. Sau những giải đấu vừa qua, thứ hạng của Chanty cũng đã tăng lên vài bậc. Ở trong top 250, khả năng cạnh tranh và thăng tiến những giải Man Future dù vậy không quá cao, dù đạt thành tích tốt khi số điểm cho họ chỉ là 18 cho ngôi vô địch. Dù vậy thì đó cũng là những số điểm cần thiết để tiếp tục có được một thứ hạng cao hơn. Những giải Challenger vừa qua của Chanty thì đã không có được một kết quả tốt nhất. Game đấu dành cho hạt giống số 1 và 3-0. Một thế trận rất bất lợi cho Hung Yu Chen. Và set đấu thứ hai thì anh đã có thể đòi lại break và vượt lên. Nhưng chắc chắn Chanty sẽ không muốn lặp lại những tình huống mà để mất game. Time. Lúc này Chanty có thể đánh chậm lại một chút, tập trung hơn với những game cầm giao bóng của mình. Bóng ngoài. Một tinh thần thi đấu không được tốt của Hung Yu Chen, liên tục những lỗi đánh hỏng. Lại một game đấu nữa với ba break point liên tiếp cho hạt giống số 1 Chanty. Trận đấu đã diễn ra được 2 giờ đồng hồ. Bóng chệch dây. Chút nữa đã có một cú passing hoàn hảo dành cho Chanty.
cứu được hai break point liên tiếp. Sự ổn định tuyệt vời của hạt giống số 1 Chanty trong những pha đôi công đa dạng và trả bóng ổn định ở mọi tư thế. Rất bình tĩnh, không có gì phải vội vàng. Ba mươi đều. Đó là điểm số quan trọng trong game đấu này cho Chanty. Một lần nữa, Hung Rui Chen không hài lòng với những quyết định của trọng tài. Nhưng đây là tình huống mà bóng trong sân rất nhiều. Bốn mươi đều. Yeah.
Lại là đều. Khi cú đánh của Chanty đã đi hơi dài. Chanty không thể dườn bóng tốt với một pha xử lý dọc dây của đối phương. Những cú giao bóng trong tình huống vừa qua, Chanty không thực sự cố gắng và tập trung. Có vẻ như anh đã có một chút vấn đề. Lại là đều, cơ hội đòi lại game đã trôi qua với Hung Duy Chen. Hạt giống số 7. Không qua lưới và cuối cùng thì Hung Jae Chen cũng đã giành lại một game, một break point. Tỷ số rút ngắn xuống còn 1-4. Nhưng các tay vợt đã yêu cầu sự trợ giúp các nhân viên y tế. Mr. Holmes is now receiving medical timeout. Vừa rồi là một game đấu không thật tốt của tay vợt hạt giống số 1 Chanty. Đối mặt với những break point thì Chanty đã không thể vượt qua. Two minutes remaining.
complete. New ball. Trận đấu trở lại với game cầm sao bóng của Hùng Duy Chen. Anh vẫn đang bị đau và mỏi ở vai. Khả năng khó có thể duy trì tốt như cú giao bóng 1. Nhưng Chen Ti cũng đang suy giảm đáng kể độ chính xác trong những cú đánh của mình. 15-0. Bóng dài. Không có một phản xạ nào thực sự tốt từ phía Chen Ti và anh hình như cũng đang gặp vấn đề với những bước di chuyển của mình. Có vẻ như cũng là một vết đau ở chân của Chen Ti. Điểm winner khá dễ dàng cho Hùng Duy Chen. Dấu hiệu của những chấn thương cho Chen Ti khi anh đang dẫn trước tới 4-0 trong set đấu thứ 3. Không còn độ dướn và những cú giao bóng vẫn trở nên đơn giản của Chen Ti. Vẫn rất cố gắng để đánh bóng bền, nhưng dường như Chen Ti đã tỏ ra bất lực với những pha bóng như vừa rồi. Không có độ chính xác nữa. 0-30.
Bóng ngoài. Trọng tài xác định đó là pha bóng lỗi của Hung Duy Chen. 30 đều. Chen thì vẫn đang cố gắng để dồn sức, chỉ trong vòng 1-2 game nữa thôi, vẫn còn cơ hội. Loạt bóng rất bền mà hầu như Chen Ti không phải di chuyển nhiều. Và đó là điều bất lợi với Hung Duy Chen. Dường như Chen Ti có vẻ như đã bị chuột rút. Cuộc đấu của hai tay vợt Đài Loan Trung Quốc rất giằng co và tốn sức, cả hai đều đã thấm mệt. Vẫn là những bước chân tập tễnh của Chen Ti. Anh sẽ gắng sức cho một game đấu nữa. Đây là lúc mà Hung Duy Chen cần thực hiện nhiều hơn những pha bỏ nhỏ, kéo đối phương lên lưới. Chen Ti còn không buồn di chuyển. Không chạy được nữa rồi. Hoặc là Chen Ti đang chờ cơ hội trong game cầm ra bóng quyết định của mình. Trả bóng bất ngờ, cần phải đưa trái bóng xa thân người của Chen Ti. Ba mươi mười lăm cho Hung Duy Chen. Okay,
game và tỷ số rút ngắn xuống còn 3-5. Nhưng giờ liệu Chanty có thể dồn sức cho những nỗ lực cuối cùng của mình trong game đấu này hay không? Điểm winner cho Chanty 15-0. Làm đều. Bóng ngắn với điểm rơi nằm trong ô giao bóng. Điểm cho Hung Ju Chen. Mười đều, phía trước là những điểm số quan trọng cho Chanty. Những nỗ lực đầy quyết tâm của Chanty. Về mặt tươi cười nhưng có vẻ như là vết đau ở chân cũng đã khiến cho anh bị đau trong tình huống vừa rồi. 40-30 và match point. Bóng ngoài, giao bóng lòng, nhưng rõ ràng Hung Ju Chen đã hơi thiếu kinh nghiệm khi mà đối thủ đã không thể di chuyển tốt trong những game cuối cùng. Hạt giống số 7 đã phải dừng bước trước Chanty. Người chơi ổn định hơn, nhưng vết chân đau đã khiến anh không thể sớm có được phần thắng trong trận đấu này. Ở một thể lực tốt nhất thì có lẽ Chanty sẽ sớm giành chiến thắng sau khi đã vươn lên dẫn tới 4-0 ở set đấu thứ 3 quyết định. Sáu một, 5-7 và 6-3. Hạt giống số 1 Chanty tiến vào bán kết. Anh sẽ có một ngày nghỉ ngơi cho những trận đánh đơn. Một trận đấu mà Hung Ju Chen là người có nhiều điểm winner hơn nhưng đã mắc nhiều lỗi đánh hỏng hơn.
Trong khi cả trận đấu này Chanty đã có tới 6 breakpoint thành công.